Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đến vườn của chú Út các bạn ơi. Chú có cho lưu hai gốc mai tứ quý. Mình thấy rất là đẹp ạ. Gốc này hoành cũng khoảng gần 80 các bạn. Tàn nhìn rất là có duyên. Dẫu đầu vô mình quay rồi mình báo giá cho các bạn luôn. Anh em nào mà thích bên môn mai tứ quý thì anh em có thể liên hệ trực tiếp để cho lưu với chú Út nữa các bạn. Chỗ đầu mình tiến hành quay hai gốc tứ quý này cho các bạn xem. Đây là mình đứng khoảng cách từ xa nó khoảng 10 mét các bạn. Chưa quay hết cái tàn được. Chiều cao của gốc mai tứ quý này thì nó khoảng 4 mét các bạn. Còn tàn ngang thì nó khoảng trên 5 mét. Tứ quý này đặc biệt bông nó quanh năm các bạn ơi. Quay chi tiết từ từ cho các bạn theo dõi cho nó kỹ. Xương tàn bên trong nè, đặc sệt luôn, nhìn rất là thích. Anh em nào mà đam mê bên mai tứ quý á, anh em tham khảo cái video này nha. Có hai gốc các bạn. Đây là gốc đầu tiên. Gốc thứ hai thì nó nhỏ hơn gốc này bạn ơi. Đây là cái bông bạn. Còn sót lại mấy cái. Đế là rất là đẹp. Đế đều hết. Số hoành chính xác nó là 76 các bạn. Hoành 76. Cây này tuổi đời nó cũng mấy chục năm rồi, gần 40 năm rồi. Chì cành là mình thấy không có lỗi luôn bạn, rất là đều. Xíu nữa mình sẽ ra mình quay lại cái tổng lại cái tàn cho các bạn xem. Ở đây phạm vi nó hơi hẹp mà mình không có đứng xa được quay hết cái tàn luôn thì mình chỉ đứng phạm vi gần thôi. Cái này anh em nào mà thật sự thiện chí thì mình đến tại vườn luôn cái mình xem qua. Rất là dữ. Cây tứ quý mà mình cái này cũng hơi khó kiếm mà. Tàn nè, rất là đẹp, rất là đều. Đây là gốc thứ hai bạn. Gốc này là một cốt. Tàn tán thì nhìn nó ok luôn bạn. Chi cành thì sạch cây luôn. Đế đẹp luôn. Thân này được uống từ nhỏ. Chiều cao cái gốc này nó khoảng trên 3 mét. Tàn ngang nó khoảng trên 2 mét rưỡi. Chi cành là nói chung đều khổ chê luôn các bạn. Cái hoành này nó khoảng 40 nha các bạn.